chăn nuôi giòn đã được lâu năm, phát triển với nhiều trang trại khác nhau trên toàn quốc và chia sẻ kiến thức cho rất nhiều bà con chăn nuôi. Anh Bùi Công Mạnh, chủ chuỗi trại chăn nuôi này, đã nhận thấy một điều. Nhiều bà con đã quá vội vàng chăn nuôi khi biết được hiệu quả kinh tế của chúng là rất lớn mà không chịu bỏ chút thời gian để tìm hiểu kỹ về kinh nghiệm, kiến thức của những người đi trước, dẫn đến nhiều trường hợp chăn nuôi không thành công và mất niềm tin với nghề này. Với những trang trại có nhiều kinh nghiệm thì nghề này là một mỏ vàng của ngành chăn nuôi, còn đối với những ai tham lam, lười học hỏi thì khó có thể thành công được. Chính vì vậy, tại video này, anh muốn chia sẻ cho bà con một lần nữa về kiến thức và kinh nghiệm chăn nuôi giòn của trại anh. Tôi xin chào toàn thể bà con trên cả nước. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Mạnh, chủ một chuỗi trang trại nuôi con động vật hoang dã. Trang trại của tôi gồm có từ Bắc vào tới Nam. Và hiện tại tôi đang đứng tại trang trại của tôi có địa chỉ tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay tôi cũng xin chia sẻ với bà con những kỹ thuật chăn nuôi con giòn này để làm sao để bà con chăn nuôi đến thành công. Thứ nhất là về chuồng trại, thứ hai nữa là cách ghép đôi phối giống, thứ ba nữa là mà lựa chọn con giống để làm sao để mình lựa chọn được con giống để mình về mình chăn nuôi đạt hiệu quả cao nhất. Tôi đã chia sẻ cái kỹ thuật này rất nhiều lần rồi, nhưng tôi không hiểu sao một số bà con vẫn mắc lại cái kỹ thuật đó. Và hôm nay tôi cũng xin chia sẻ lại một lần nữa để bà con nắm chắc được những kỹ thuật để chăn nuôi cái con giòn này thành công. Đầu tiên là phần trại nuôi giòn. Bà con có thể tận dụng bất cứ phần mái che nào của gia đình không dùng đến đều sử dụng được để nuôi giòn, miễn sao phải đảm bảo kín đáo, giòn không thoát ra ngoài được khi sổng chuồng, không để mưa hắt vào chuồng nuôi, không khí lưu thông tốt, không bị nắng nóng vào mùa hè. Và những bà con ở miền Bắc cần che chắn cẩn thận vào mùa đông để chuồng không bị lạnh, duy trì nhiệt độ ổn định từ 21 đến 32 độ C là tốt nhất. Mời bà con cùng tham khảo cách làm của anh Mạnh để có một trại giòn như ý. Thứ nhất là cái trại thì tôi cũng chia sẻ bà con là như thế này. Ví dụ ở địa phương nhà bà con, thứ nhất là có thể là tận dụng cái nhà không sử dụng đến là một. Thứ hai là bà con có thể là tận dụng cái chuồng gà hoặc chuồng lợn, là bà con có thể là sửa sang lại, là bà con có thể nuôi được con này rồi. Và bà con lưu ý cho tôi là làm sao là ví dụ như cái nhà cũ chẳng hạn, mình có thể sửa sang, ví dụ như là bà con là xây kín thì bà con có thể là mở cho tôi một số cái cửa sổ. Thứ hai nữa là cái chuồng gà chuồng lợn thì nó không được quây kín thì bà con lưu ý cho tôi là mua cái thép B40, bà con có thể là chăng vùng quanh lại, và sau đó là bà con có thể dùng cái lưới nan là có thể là căng vùng quanh cái chuồng gà hoặc chuồng lợn đấy, thì hoặc chuồng trâu chuồng bò gì đấy, thì bà con có thể là căn cái lưới đen đó, là tác dụng của nó là nó thứ nhất nó giảm nhiệt này, thứ hai là tránh được cái ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào con giòn, thứ ba nữa là tránh được mưa hắt vào con giòn, nó ảnh hưởng đến con giống. Còn nói về ví dụ như là mùa hè hoặc nắng nóng chẳng hạn thì là bà con có thể là thiết kế cho tôi thêm, thứ nhất là cái giàn phun sương là một, thứ hai nữa là bà con có thể là lắp cho tôi cái giàn nước phun tưới mái ở bên trên để cho làm sao là lúc nó nhiệt độ vào buổi trưa ấy, thì bà con bật cái máy phun sương là một, thứ hai nữa là tưới nước ở trên mái để nó giảm cái nhiệt độ đi. Còn cái thứ ba nữa là bà con có thể là dùng cái lưới đen, cái lưới lan đen ấy, bà con có thể là căng, ví dụ bên trên là lớp bê tông xi măng chẳng hạn, hoặc là lớp tôn, thì bà con có thể là căng thêm cho tôi một cái lớp lưới lan ấy, lưới đen ấy ở bên trên mái, dưới mái ấy, để làm sao để nó giảm nhiệt đi vào lúc vào mùa hè chưa nắng nóng, thì là bà con lưu ý cho tôi là cái trại làm cho tôi như vậy. Về phần chuồng nuôi nhốt,
có nhiều kiểu thiết kế với các loại vật liệu khác nhau mà bà con có thể làm được để nuôi nhốt giòn, như chuồng làm bằng gỗ, làm bằng cách xây gạch hay làm bằng lưới sắt kết hợp với gạch men như trại của anh Mạnh đây. Anh cho biết đây là kiểu chuồng tối ưu nhất, tiết kiệm nhất cho cả những trại lớn và những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với các loại vật liệu và kích thước chuồng nuôi như sau. Thưa bà con, nói về chuồng thì là đối với trang trại tôi thì có hai mẫu chuồng. Đó là chuồng ghép đôi tập thể là một, và chuồng ghép ý của tôi nói là cái chuồng ghép đôi tập thể là mình làm cái chuồng rộng. Còn cái chuồng đơn là cái mẫu chuồng đơn này thì là bà con cũng có thể là ghép đôi được. Ví dụ như cái mẫu chuồng thịnh hành nhất của trang trại tôi làm, bà con cứ để có thể làm cho tôi cái mẫu chuồng như thế này. Là ví dụ như là chiều rộng của nó là 1 mét, còn mà chiều dài của nó thì là ví dụ như khẩu chuồng của bà con là ví dụ như là nó dài nó rộng chẳng hạn, thì bà con có thể là làm cho tôi hẳn một cái cây sắt dài 6 mét này, và bà con cứ chia ra làm sao cho tôi là 6-70 phân và một ngăn. Và bà con nhớ hàn cho tôi là hai cái nẹp trên và hai cái nẹp dưới, và làm sao mà để cho tôi cái khe làm sao mà lùa được cái viên gạch men để mình làm cái bức ngăn của giữa ngăn nọ sang ngăn kia. Thì tác dụng của nó thì tí nữa tôi sẽ nói sau, nhưng ý của tôi là tôi đang muốn hướng dẫn bà con cách làm cái chuồng đã. Thì là bà con cứ chia là ví dụ dài như này chẳng hạn, thì bà con cứ có thể là chia cho tôi mỗi một ô là 6-70 phân, và tính từ đáy lồng này lên tới mặt lồng này thì là cái viên gạch này 6-50 mà, thì bà con làm cho tôi là cao là 48 phân, vì để cho nó thò 2 phân lên để khi lúc nào mà cái con mình cần phối giống ấy, thì mình cần cầm cái viên gạch mình rút lên rút xuống để cho con hai con nó sang nó phối giống với nhau nó thuận tiện. Thứ hai nữa là mình không làm cái bức ngăn này, ý tôi nói là bà con không làm cái bức ngăn này ấy, thì là bà con phải bắt con giống đi bắt con giống lại để ghép đôi phối giống, nó rất là hại con giống. Và cái chiều cao của cái chuồng này thì bà con có thể là tính từ đáy chuồng này xuống mặt đất thì bà con làm cho tôi cao tầm khoảng 45 phân hoặc là 4 phân gì đấy. Còn bên dưới thì bà con có thể giải cho tôi ít bùn cưa để cho nó hút ẩm, và những khi con giòn nó vệ sinh nó đái xuống thì là nó hoặc vệ sinh xuống thì nó hút ẩm cho tốt. Và cái mẫu chuồng này thì là bà con có thể mở cho tôi một cái cửa ở mặt trên này, để tác dụng của nó là ví dụ như bà con bắt con giống về là bà con mà tháo cái cửa chuồng này ra, bà con thả con giống lại và bà con buộc chặt lại cho tôi. Và mỗi một cái ngăn này nhá, mỗi một cái ngăn nhỏ này thì bà con mở cho tôi một cái cửa chuồng nhỏ để hàng ngày bà con đưa thức ăn vào cho nó. Điều quan trọng nhất trong chăn nuôi giòn để mang về thu nhập cho bà con đó là kỹ thuật nuôi giòn sinh sản. Cũng từ kiểu chuồng linh động như anh vừa chia sẻ thì đến khi ghép đôi, cho giòn cũng rất thuận tiện, không cần phải động chạm chân tay bắt trực tiếp giòn đực qua cho giòn cái, mà chỉ cần một hành động nhỏ đó là rút tấm ngăn chuồng ra là được. Nhưng khi nào thì bà con ghép đôi cho giòn, khi nào thì tách, biểu hiện như thế nào là giòn đã mang thai thì bà con cần phải theo dõi kỹ phần chia sẻ của anh Mạnh sau đây. Còn nói về ghép đôi phối giống thì là thưa bà con là đặc tính của cái con giòn này ngoài tự nhiên thì nó sống theo bầy đàn, nó có thể là sống phối giống là đa thê đa thiếp, ví dụ như là một con đực có thể là phối 6-7 con cái. Nhưng đối với trang trại tôi thì là như kinh nghiệm của trang trại tôi đã phát triển nuôi con này là 17-18 năm nay rồi, thì là đối với trang trại tôi là lên khuyên bà con là ghép vào. Kể cả trang trại tôi cũng đang ghép tỷ lệ là ví dụ như là một đực 2 cái hoặc một đực 3 cái là đẹp nhất. Đấy thì bà con có thể là như này, cái biểu hiện là cái con giòn là nó đòi phối giống là thứ nhất nó đang ăn đều. Đang ăn ví dụ như là buổi sáng, buổi trưa, buổi tối là ví dụ như đang ăn đều tự nhiên nó bỏ bữa. Thứ hai nữa là nó phá chuồng. Thứ ba nữa là nó phát ra một tiếng kêu đặc trưng của nó, thì lúc đó là bà con lưu ý cho tôi là để ý cho tôi là cái con cái đó nó đòi phối giống, thì là bà con có thể là
rút cái viên gạch này lên. Ví dụ như cái viên gạch này chẳng hạn là tôi rút cái viên gạch này lên và có thể là cho một con đực cho nó sang phối cùng với hai con cái chẳng hạn, là bà con cho nó ở chung với nhau 10 đến 15 ngày. Vì làm sao tôi nói là cho nó phối giống 10 đến 15 ngày? Vì đặc thù cái con này ấy, là không phải là nó không như con trâu con bò là nó đòi phối giống cái là mình cho vào nó phối giống ngay. Vì con này là nó thường là nó phối nhau không biết nó phối lúc nào, có khi là nó phối vào ban ngày, cũng có khi là nó phối nhau về ban đêm. Chính vì vậy là tôi khuyên bà con là cho nó ở chung với nhau 10 đến 15 ngày. Và bà con để ý cho tôi là cho nó phối giống 10 đến 15 ngày. Khi nào mà bà con cảm thấy ví dụ như con cái này chẳng hạn và con cái bên kia là vì tỷ lệ 1:3 mà, 1:2 mà, thì là lúc nào là nó được giống thì nó không quấn quýt với nhau nữa và nó tự tách nhau ra. Và thậm chí là nó còn dùng cái lông nó đẩy nhau ra, thì lúc đấy là bà con lưu ý cho tôi là lúc đó là con cái nó được đực rồi. Thì bà con lại dùng cái viên gạch men, bà con nùa cái con cái nó sang hoặc con đực sang tách nó ra, rồi bà con dùng cái viên gạch men bà con lại ngăn lại cho tôi để cho nó bảo đảm nghỉ ngơi về để sinh sản cho nó tốt hơn. Còn một vấn đề nữa mà bà con chưa có kinh nghiệm hay mắc phải, đó là lựa chọn con giống. Trên thực tế, đã có không ít bà con lựa chọn nhầm con giống, sai giới tính, dẫn đến nuôi giòn không sinh sản hoặc sinh sản kém. Vậy trước khi mua giòn giống, bà con cần đến trực tiếp các trang trại chăn nuôi để tham quan và lựa chọn những con giống tốt nhất cho mình. Khi bà con trực tiếp chọn con giống thì sẽ giảm thiểu được tối đa những rủi ro khi chăn nuôi. Đây là cách mà anh Mạnh chọn con giống, bà con có thể tham khảo. Thưa bà con, nói về lựa chọn con giống thì tôi cũng khuyên bà con là như thế này. Thứ nhất, bà con làm sao lựa chọn được con giống là ví dụ như con giòn là phải khỏe mạnh này. Thứ hai nữa là phải nhanh nhẹn. Và thứ ba nữa là lông nó phải mượt, mắt sáng. Sau đó là bà con để ý cho tôi là cái hàng ti của nó phải đều, đẹp. Thì lúc đó là bà con lựa cho tôi làm con giống để về sinh sản cho nó tốt. Và bà con lưu ý cho tôi là tránh lựa chọn sai lầm vào những cái con giòn. Thứ nhất là nó chậm chẹt này. Thứ hai nữa là nó không được nhanh nhẹn này. Thứ ba nữa là bà con để ý cho tôi là cái mắt của nó chậm chẹt và nó nờ đờ. Đối với những cái con giống đạt tiêu chuẩn ở trang trại tôi ví dụ chẳng hạn, trang trại tôi là có trại sinh sản riêng và trại cung cấp con giống cho bà con riêng. Ví dụ như ở trong trại sinh sản của tôi ấy, là có anh em kỹ thuật sàng lọc rất là kỹ. Ví dụ như là 3 tháng tuổi trang trại tôi sàng lọc một lần này, 5 tháng tuổi trang trại tôi sàng lọc một lần và 7-8 tháng tuổi trang trại tôi sàng lọc một lần nữa. Và một lần cuối cùng đó là lần con giòn nó sinh sản một lứa. Ví dụ như con nào mà nó đạt nó sinh sản một lứa mà nó đạt 1-2 con là anh em ở trong trại sinh sản của trang trại tôi đã loại ra bán hàng thịt hoặc là nuôi thêm một tí nữa là bán hàng thương phẩm. Còn những cái con giòn nào đạt tiêu chuẩn đẻ từ 3 con trở lên thì trang trại tôi mới đưa ra ngoài đây để cho anh em bạn bè đến tham quan và lựa chọn con giống. Chính vì vậy bà con đến với trang trại tôi, ví dụ như bắt cái dòng bố mẹ đã sinh sản qua một lứa thì trang trại tôi có chế độ bảo hành về sinh sản cho bà con là 2 năm về sinh sản. Ví dụ như là bà con mua cái dòng bố mẹ ở trang trại tôi đã được sàng lọc rồi ấy, thì là bà con về nuôi mà con nào nó đẻ từ 1-2 con, bà con alo cho tôi sẽ hỗ trợ bà con đổi trả con mẹ khác là bắt buộc phải đẻ từ 3 con trở lên. Còn ví dụ như là bà con nào mà mua cái loại 7-8 tháng tuổi trở xuống thì tôi không dám bảo hành về sinh sản. Vì làm sao tôi nói vậy? Vì nó chưa đẻ qua lứa nào nên tôi không biết là nó đẻ được bao nhiêu con. Ngay như con người mình lấy nhau có đôi lấy nhau khỏe mạnh như thế, thậm chí có đôi lấy nhau 6-7 năm mới lấy đẻ được con, đúng không ạ? Vâng, nên là bà con lưu ý cho tôi là lựa chọn cái con giống là như vậy. Khi xem được cách làm và chăn nuôi giòn thì nhiều bà con cũng mong muốn đến trực tiếp tham quan và học hỏi từ những mô hình như thế này. Anh Mạnh cũng rất sẵn lòng đón tiếp bà con khi đến tìm hiểu chăn nuôi giòn.
bà con hãy đến với trang trại của anh có địa chỉ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để nhận được những ưu đãi, hỗ trợ chăn nuôi, bao tiêu đầu ra và các loại giấy tờ cần thiết khác. Còn các thủ tục giấy tờ thì tôi lại nói với bà con là như này. Trước khi bà con đến lựa chọn con giống của trang trại tôi là trang trại tôi sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho bà con để về mà bà con có thể là vận chuyển cả nước để được và bà con có thể về chăn nuôi bình thường. Vì là trang trại tôi có đầy đủ giấy tờ, thứ nhất là mã số trang trại, thứ hai là hợp đồng bao tiêu, thứ ba nữa là bảng kê lâm sản, nên bà con có thể là về chăn nuôi bình thường. Còn trước khi bà con mà đến với tôi thì tôi sẽ ký hợp đồng bao tiêu cho bà con cái con giòn này ấy, là từ 5 đến 10 năm với giá trị thương phẩm. Bây giờ tôi đang bao tiêu cho bà con là 1 triệu 7 đến 1 triệu 8 trên 1 kg. Ví dụ bà con mua con giống ở trang trại tôi là tôi sẽ ký hợp đồng có giấy tờ văn bản bên A và bên B ký với nhau rất đàng hoàng. Ví dụ như là từ 5 năm đến 10 năm là trong 5 năm đó là tôi ký bà con là 1 triệu 7, 1 triệu 8 trên 1 kg chẳng hạn. Thì trong năm đó cho dù ví dụ như nó lên đến 2 triệu 1 kg thì bà con vẫn phải cân cho tôi là tôi vẫn giữ giá là 1 triệu 7 đến 1 triệu 8. Còn ví dụ như nó tụt xuống 1 triệu 7, 1 triệu 6 hoặc triệu rưỡi thì tôi vẫn cân cho bà con là 1 triệu 7 đến 1 triệu 8. Đấy là cái hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con là như vậy.